Chiều 17 tháng 11, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, phía bệnh viện này đã gửi báo cáo ban đầu lên Sở Y tế tỉnh về trường hợp một bệnh nhi tử vong tại bệnh viện này. Phía bệnh viện cũng sẽ lập hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân vụ việc. Theo báo cáo từ bệnh viện, bé N. Đờ. Cá. Gần 10 tháng tuổi, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ 10 ngày nay với triệu chứng sốt cao liên tục 39,5 độ cờ, kèm theo ho, khò khè, mệt. Khi vào viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị viêm phổi nặng, cúm, viêm não màng não, nhiễm khuẩn huyết. Bé K được cho nhập viện điều trị tại khoa cấp cứu. Bé K sau đó được điều trị kháng sinh ceftazidime và topramycin, hỗ trợ dịch truyền và khí dung, hạ sốt. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nơi xảy ra sự việc. Đến 14 giờ 30 chiều 15 tháng 11, bác sĩ chuyên khoa bệnh nhiệt đới thống nhất chẩn đoán bé K bị viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết, đề nghị thay kháng sinh dùng rocephin. Lúc 11 giờ 30 ngày 16 tháng 11, bé K được tiêm kháng sinh topramycin ngày thứ 3, rocephin ngày đầu tiên. Sau tiêm 3 phút, trẻ tím tái, mạc nhanh, khó thở, nổi dân tím toàn thân. Các bác sĩ sau đó đã cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ. Những giờ sau đó cháu bé thở máy, an thần. Các bác sĩ truyền khối hồng cầu. Đến 1 giờ 30 ngày 17 tháng 11, bé K xuất hiện chảy máu mũi. Đến 3 giờ 30, trẻ xuất hiện phù chân tay, thiếu niệu. Đến 4 giờ 15, cháu bé thở máy, an thần. Nhưng đến 6 giờ 30 sáng 17 tháng 11, cháu bé tử vong. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chẩn đoán nguyên nhân tử vong của cháu bé là do suy hô hấp, viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn chưa loại trừ sốc phản vệ. Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa bé K